Chúng ta sẽ tiếp tục vào đến cái chuyên đề đồ thị. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đồ thị của hai vật rộng điều hòa. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cùng một hệ trục tọa độ sẽ có hai đồ thị của hai vật khác nhau. Và chúng ta cần phải nhận biết, cần phải có cái phương pháp làm và hướng đi đối với những bài tập mà có hai đồ thị như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ba cái đồ thị có cái điểm đặc biệt nhất như sau. Đặc điểm ở đây là đặc điểm về độ lệch pha giữa hai đại lượng, tức giữa hai vật. Thì chúng ta sẽ có ba độ lệch pha đặc biệt. Thứ nhất là 90 độ, tức là vuông pha. Thứ hai là 0 độ, tức là cùng pha. Thứ ba là 180 độ, tức là ngược pha với nhau. Vậy chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trong tình huống này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hình một như sau. Hình một, chúng ta sẽ vào hình một. Và các bạn chú ý một điều là để xác định được cái độ lệch pha giữa hai đại lượng thì chúng ta phải xét chúng tại cùng một thời điểm. Các bạn chú ý nhé, cái này thì tẹo nữa chúng ta sẽ ghi sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu ba cái đồ thị đặc biệt này. Các bạn lưu ý là để xác định độ lệch pha giữa hai vật thì chúng ta phải xét chúng tại cùng một thời điểm. Có thể các bạn sẽ xét chúng tại thời điểm ban đầu đây. Các bạn nhìn vào hình thứ nhất. Nếu chúng ta xét tại thời điểm ban đầu thì cả hai vật của chúng ta đều đang đi qua vị trí cân bằng, đều đang đi qua vị trí cân bằng và chúng đều đi lên. Nghĩa là sao? Chúng đều đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều gì đấy? Theo chiều gì nhỉ? Theo chiều dương. Tức là pha của chúng là cùng với nhau, cùng pha với nhau. Cả hai thằng đều đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, tức là độ lệch, tức là thời điểm ban đầu pha của chúng đều là trừ pi trên 2, nghĩa là chúng cùng pha với nhau. Hoặc các bạn có thể xét tại vị trí này. Tại vị trí này. Có chú ý này, giả sử tại cái vị trí T1, được chưa? Thì làm thế nào để chúng ta xác định được cái vị trí của thằng thứ nhất và thứ hai? Thì từ vị trí T1 ta gióng lên, được chưa? Thì thằng này đang ở vị trí biên dương, thằng này cũng đang ở vị trí biên dương, nghĩa là cả hai thằng này tại thời điểm T1 thì đều đang ở biên dương, tức là pha của chúng là giống nhau. Vậy cái hình đầu tiên của chúng cái hình này của chúng ta đó chính là một cái hình thể hiện hai đại lượng của chúng ta là đang cùng pha với nhau. Các bạn chú ý nhá. Vậy cái hình đầu tiên các bạn cố gắng nhớ cái hình dạng đây chính là đồ thị của hai vật dao động cùng pha với nhau. Các bạn chú ý vào nhá. Chú ý vào. Được chưa? Chúng ta có này, hai vật được chưa? Hai vật dao động cùng pha với nhau. Dao động cùng pha với nhau. Các bạn chú ý nhá, đồ thị cái hình đầu tiên của chúng ta là chính là hai vật dao động cùng pha với nhau, cùng pha với nhau. Được chưa các bạn? Nên tại một thời điểm, các bạn chú ý nhá, tại một thời điểm thì chúng ta sẽ luôn có một cái hệ thức liên hệ giữa chúng là gì đây? Các bạn chú ý này, chúng ta có x1 các bạn chia x2 thì sẽ bằng a1 các bạn chia cho a2. Đó, vì chúng cùng pha với nhau nên tại một thời điểm chúng luôn có một cái hệ thức liên hệ với nhau là x1 chia x2 bằng a2 chia bằng a1 chia cho a2. Các bạn chú ý này vào nhá. Đó. Chờ. Thì đó là cái hình đầu tiên của chúng ta. Tiếp tục. Đến cái hình thứ hai này thì sao? Các bạn nhìn này. Đây, các bạn nhìn cái đặc điểm hình thứ hai nhé. Các bạn chú ý này. Các bạn nhìn cái đặc điểm đồ thị của hình thứ hai. Chúng ta sẽ xét hình thứ hai này. Xem nó có cái đặc điểm là gì. Hình hai nhá. Hình hai này. Và ở đây hai vật của chúng ta là cùng pha hay ngược pha thì chúng ta lại phải xét chúng tại cùng một thời điểm. Các bạn lưu ý, chúng ta có thể lựa chọn thời điểm ban đầu đây. Đây chính là thời điểm ban đầu. Thì ở vị trí này, ở cái thời điểm ban đầu, cả hai thằng đều đi qua vị trí cân bằng, nhưng một thằng đi qua cân bằng theo chiều dương, còn một thằng đi qua cân bằng theo chiều âm. Tức là sao? Tức là tại thời điểm ban đầu, một thằng pha sẽ là bao nhiêu đây? Bạn có thể vẽ hình tròn này, bạn hình dung này. Đây. Tức là một thằng của chúng ta sẽ nằm ở vị trí này. Đây, một thằng sẽ nằm ở đây. Và một thằng còn lại sẽ nằm bên trên này. Thì tức là cái độ lệch pha của chúng ta sẽ là 180 độ, hay chính là hai thằng này nó ngược pha với nhau. Hoặc các bạn có thể xét chúng tại một thời điểm. Đây, tại điểm T1. Đây, giả sử nhá, tại cái thời điểm T1 đây. Được chưa? Chúng ta xét tại cái điểm T1 như này. Chờ. Thì làm thế nào chúng ta biết được thằng thằng thứ nhất ở đâu, thằng thứ hai ở đâu? Thì từ cái vị trí của thằng T1 ta sẽ kẻ các cái đường thẳng để cắt cái hai đồ thị nhá, để cắt hai đồ thị đây, ta kẻ là thẳng hai đồ thị.
thì rõ ràng đối với thằng thứ nhất thì nó đang ở vị trí biên dương, còn đối với thằng thứ hai thì nó đang ở vị trí biên gì đấy, biên âm, tức là một thằng ở biên dương, một thằng ở biên âm, thì rõ ràng độ lệch pha giữa hai thằng này đang là 180 độ, 180 độ, các bạn chú ý vào nhá. Được chưa? Thì chúng ta có này, hai vật của chúng ta sẽ dao động ngược pha với nhau, hai vật được chưa, dao động ngược pha với nhau đó, các bạn nhớ cái dạng đặc điểm về đồ thị nhá, hai vật sẽ dao động ngược pha với nhau, ngược pha với nhau, được chưa? Nếu mà hai vật của chúng ta mà dao động ngược pha với nhau thì tại một thời điểm thì giữa chúng sẽ luôn có một cái hệ thức liên hệ với nhau có dạng x1 chia cho x2 bằng trừ a1 chia cho a2. Các bạn chú ý nhá, trừ a1 chia cho a2. Đó, thì đây nó chính là hình thứ hai của chúng ta. Đó, hai vật của chúng ta đang dao động ngược pha với nhau. Các bạn chú ý vào nhá. À, tiếp tục là hình thứ ba của chúng ta. Đây các bạn nhìn là hình thứ ba của chúng ta. Được chưa? Hình thứ ba. Nào, hình thứ ba của chúng ta thì hai vật nó như thế nào? Các bạn nhìn một tí xíu này, hình thứ ba của chúng ta nhá. Hình thứ ba. Thì các bạn lưu ý này, ở hình thứ ba thì chúng ta sẽ xem hai vật của chúng ta nó sẽ dao động như thế nào, đúng chưa? Thì các bạn nhìn này, đây. Các bạn nhìn một tí xíu nhá. Các bạn nếu các bạn tinh ý một tí xíu này, các bạn có thể hiểu, các bạn có thể nhìn thấy đây nó chính là cái vị trí biên ấy, đường biên này. Đây bạn kẻ đường thẳng xem. Đó, thấy không? Được chưa? Thì đến đây các bạn có thể dựa vào được cái thời điểm ban đầu, đây bạn có thể kẻ cái đường biên này. Có thể kẻ thêm cái đường biên vào, nó chính là biên của đường hết đứt đấy, đúng chưa? Đó, thì bạn nhìn này, các bạn có thể dựa vào thời điểm ban đầu, đúng chưa? Đây các bạn có thể dựa vào thời điểm ban đầu, bạn chú ý này. Đây, tại thời điểm ban đầu thì thằng nét liền nó đang đi qua vị trí cân bằng, đang đi qua vị trí cân bằng và đang chuyển động ra đến vị trí gì đây? Đang ở cân bằng và đang chuyển động ra vị trí biên dương, tức ở đây. Đó, tức là một thằng của chúng ta sẽ ở vị trí đang đi qua cân bằng và chuyển động ra biên dương. Được chưa? Còn thằng còn lại thì đang ở biên dương, đúng không? Đây, thằng còn lại rõ ràng đang ở biên dương, tức ở đây. Thì rõ ràng độ lệch pha giữa chúng đang là bằng bao nhiêu đây? Nào, góc bao nhiêu đây? Góc 90 độ, đúng không? Góc 90 độ. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Cứ một tại một thời điểm mà một thằng ở cân bằng và một thằng ở biên thì chắc chắn độ lệch pha là 90 độ, được chưa? Hoặc đây. Các bạn có thể lấy ở thời điểm này, đây là thời điểm T1, giả sử nhé, ở thời điểm T1 thì các bạn nhìn, ở thời điểm T1 thì thằng nét đứt của chúng ta đang đi qua vị trí cân bằng. Còn thằng nét liền chúng ta làm nào nhỉ? Muốn xem thằng nét liền ở đâu thì từ cái thời điểm T1 ta kẻ đường thẳng vuông góc lên như thế này. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy rất rõ là thằng nét liền nó đang ở vị trí biên dương. Thì một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên dương thì độ lệch pha giữa hai thằng này đang là góc 90 độ. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Vậy ta có này, hai vật dao động vuông pha với nhau, bạn chú ý nhá, vuông pha với nhau. Đó, bạn nhớ không? Vuông pha với nhau, được chưa? Và rõ ràng là hai thằng này vuông pha với nhau nên tại một thời điểm thì giữa chúng sẽ luôn có một cái hệ thức liên hệ với nhau như sau. Tại một thời điểm, bạn chú ý là x1 các bạn chia cho a1 cả bình phương cộng với cả x2 các bạn chia cho a2 tất cả bình phương bằng 1. Đây nó giống như cái hệ thức độc lập thời gian chúng ta học ấy, đúng chưa? Các bạn lưu ý vào. Thì đây nó là ba cái hình dạng của ba đồ thị đặc biệt của hai vật dao động cùng pha, hai vật dao động ngược pha và hai vật dao động vuông pha với nhau. Các bạn chú ý nhá, các bạn ngắm thật kỹ ba cái đồ thị này. Đây, thằng đầu tiên của chúng ta nó là cùng pha. Hình thứ hai là ngược pha. Hình thứ ba là vuông pha với nhau. Và chúng ta vẫn có một số các cái phương pháp làm chung như sau, các bạn chú ý nhá. Nào, cái dấu sao tiếp theo của chúng ta là cái phương pháp của chúng ta. Phương pháp. Được chưa? Nó vẫn đi theo các cái bước, ba bước của chúng ta thôi, đúng chưa? Nào, bước 1,
là nhìn vào điểm cao nhất, nhìn vào điểm cao nhất, các bạn chú ý nhá, nhìn vào điểm cao nhất để làm gì nhỉ? Nhìn vào điểm cao nhất để xác định biên độ, các bạn chú ý nhá, để xác định biên độ. Đó, để xác định biên độ. Để chờ đây, cứ nhìn vào đỉnh, cứ nhìn vào đỉnh đúng chưa? Sau đó gióng sang cái trục thì đã xác định được ngay biên độ. Đó, các bạn chú ý vào nhá. Và bước thứ hai của chúng ta, bước thứ hai của chúng ta là dựa vào các số ở trục thời gian, ở trục OT để xác định chu kỳ. Đó, để xác định chu kỳ. Và các bạn lưu ý một cái điều cực kỳ quan trọng là đối với đồ thị của hai đại lượng thì chắc chắn cái chìa khóa để gỡ nó chính là độ lệch pha, là độ lệch pha. Các bạn phải chú ý vào, và chắc chắn gần như đến 100% tất cả các đồ thị mà có hai đại lượng này thì chúng ta phải xác định được độ lệch pha, được chưa? Bước thứ ba, xác định độ lệch pha, được chưa? Giữa hai đại lượng. Các bạn chú ý nhé, xác định độ lệch pha giữa hai đại lượng. Phải nhớ là cái độ lệch pha, chú ý nhá, cái độ lệch pha này chỉ được xác định tại cùng một thời điểm, chú ý nhá, phải xác định độ lệch pha giữa hai đại lượng tại cùng một thời điểm, chú ý nhá, một thời điểm. Chứ không phải là một thằng thì các bạn xác định tại T0, một thằng các bạn xác định tại T1 là sai đấy nhá. Muốn xác định được độ lệch pha phải xác định chúng tại cùng một thời điểm, chú ý này, cùng một thời điểm. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Tại cùng một thời điểm. Các bạn lưu ý vào. Thật ra các cái bước làm của chúng ta nó vẫn giống như cái mô típ về cái đồ thị ban đầu thôi. Cứ nhìn vào điểm cao nhất thì biên độ dựa vào các số ở trục thời gian để xác định chu kỳ. Nhưng quan trọng nhất, cái chìa khóa nhất và cái khác biệt nhất của cái phần này là chúng ta phải xác định cái độ lệch pha giữa hai đại lượng, và nguyên tắc để xác định độ lệch pha hai lượng là chúng ta phải xác định cùng một thời điểm, xác định tại cùng một thời điểm. Các bạn chú ý điều này vào nhá, xác định tại cùng một thời điểm. Đó, lưu ý vào. Thì đó là một số các cái phương pháp của chúng ta nhé, các bạn chú ý vào. Đấy, các bạn lưu ý nhá, thì đó là cái phương pháp của chúng ta. Và phải lưu ý ba cái kiểu đồ thị, ba cái dạng đồ thị của hai đại lượng: cùng pha, ngược pha và vuông pha. Chú ý vào. Ba đồ thị này phải nhìn nhanh vào nhá, phải phản xạ nhanh vào đó để xác định cái độ lệch pha đặc biệt nhá. Đây nó chính là ba cái độ lệch pha đặc biệt: cùng pha, ngược pha và vuông pha với nhau. Đó, các bạn chú ý vào, được chưa? Chúng ta sẽ vào ví dụ 1. Chúng ta sẽ vào câu 1 này. Câu 1 là đề minh họa năm 2018. Dao động của một vật có khối lượng là 200 gram là tổng hợp của hai dao động điều hòa D1 và D2. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ly độ D1 và D2 theo thời gian. Biết cơ năng của vật. Cơ năng của vật là 22,5 mJ. Lấy pi bình bằng 10. Và câu hỏi của chúng ta là đi tìm cái biên độ dao động của thằng D2. Đi tìm biên độ dao động của D2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì các bạn chú ý là ở đây các bạn thấy là trên cái đồ thị này đang có hai đồ thị của thằng D1 hoặc và thằng D2. Vậy câu này chúng ta sẽ gỡ như nào và hướng đi của chúng ta như thế nào khi chúng ta gặp một bài toán có hai đồ thị của hai đại lượng? Các bạn cùng suy nghĩ và bạn cùng ngẫm một tí xíu nhé. Và cái chìa khóa, cái mấu chốt là chúng ta phải tìm được, dựa vào hai đồ thị này, chúng ta phải tìm được cái độ lệch pha giữa hai đại lượng D1 với D2 là bao nhiêu. Các bạn lưu ý là tất
cả các đô thị gần như đến 99%, nếu trong một đô thị có hai đại lượng, thì bắt buộc chúng ta phải tìm cái độ lệch pha giữa hai đại lượng đó thì chúng ta mới gỡ được cái yếu tố đề bài đang giấu, được chưa? Bây giờ các bạn cùng suy nghĩ một tí xíu nhá. Nào, vậy những cái câu như này chúng ta sẽ gỡ như thế nào? Chúng ta gỡ như thế nào mới là cái điều quan trọng nhất của chúng ta, đúng chưa? Quan nhất là chúng ta phải, những câu này là những câu ở mức độ điểm 8 cộng rồi, chúng ta phải biết hướng đi, phải biết cách suy luận đã. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm giá trị biên độ của thằng D2. Vậy ta trong đề bài có những đại lượng gì nhỉ? Thứ nhất, bạn chú ý này, đề bài đang cho chúng ta cái thằng cơ năng, đúng không? Cơ năng, đề bài đang cho chúng ta cơ năng là 22,5 mJ. Vậy cơ năng chúng ta tính như thế nào? Cơ năng thì là 1 phần 2 KA bình, hoặc được tính bằng 1 phần 2 M omega bình nhân với cả A bình. Thì các bạn chú ý là cái thằng A ở đây này, thằng A ở đây là biên độ tổng hợp của D1 với D2. Vậy cái mấu chốt là bạn muốn đi tìm được D2 thì bạn cần phải có được biên độ tổng hợp là cái đầu tiên đã. Nên muốn có được cái biên độ tổng hợp thì bạn cần phải có được omega. Vậy làm thế nào để có được omega? Muốn có omega chúng ta cần phải có chu kỳ. Mà muốn có chu kỳ thì làm ơn dựa vào một con số ở trục thời gian, đó chính là con số 0,4. Đó là những cái kỹ năng các bạn cần phải có, được chưa? Đó, gọi chú ý vào. Vậy ra trong này chúng ta có omega, đi tìm omega, đây là cái hướng đi nhá, đi tìm omega. Có omega rồi ta suy ra được cái biên độ. Đó, suy biên độ. Nhưng bây giờ có được biên độ rồi, ta làm thế nào tiếp theo mới là điều quan trọng, đúng không? Thì bạn lưu ý này, muốn có được D2 thì chắc chắn chúng ta cần phải có được biên độ của thằng D1, được chưa? Tức là chúng ta phải đi tìm A1. Đó, đây là các hướng đi nhá, A1. Nhưng bây giờ có được biên độ A1 rồi, có được biên độ tổng hợp rồi, chúng ta làm thế nào để có được thằng D2, à có được thằng A2. Thì bạn lưu ý này, khi có biên độ A1, khi có biên độ tổng hợp thì muốn đi tìm nốt biên độ A2 thì chúng ta cần phải có gì? Cần phải có được độ lệch pha giữa D1 với D2. Đó là cái điều quan trọng nhất, được chưa? Đó, chú ý rồi nhá. Người ta phải cần cái độ lệch pha, đây là phi, bằng phi của D1, các bạn trừ đi phi của D2. Đây, bạn lấy độ lớn lên được, được chưa? Đó, đây là cái phân tích bài toán, được chưa? Sau đó đến bước tiếp theo là chúng ta đọc đồ thị, bước theo chúng ta là đọc đồ thị, nào chúng ta có thể tìm được ngay biên D1 ngay, đúng không? Biên A1 ngay. Nào, bây giờ chúng ta xét thằng D1, ta xét cái thằng D1, xét D1. Nào, bây giờ bạn nhìn vào cái vị trí cao nhất của đường đấy, nó nhớ này, đây là đường D1 của chúng ta, bạn chú ý nhá, đây là D1 này. Được chưa? Thì bạn nhìn vào vị trí cao nhất của D1, bạn gióng sang đây thì bạn thấy ngay biên độ của thằng D1 nó đang là bao nhiêu đây? 3 cm. Để đi tìm biên độ bạn cứ nhìn vào cái đỉnh cao nhất. Được chưa? Sau đó các bạn gióng sang một cái là bạn có ngay được biên độ. Đó, được chưa? Thì biên độ của chúng ta đang là 3 cm, 3 cm. Hoàn thành xong một cái ẩn, được chưa? Đó. A1 của chúng ta là 3 cm, là 3 cm. Đây, hoàn thành xong cái này. Được chưa? Tiếp tục, bây giờ chúng ta phải đi tìm omega, và muốn đi tìm omega thì phải dựa vào cái con số 0,4. Được chưa? Bạn nhìn này, bạn đếm nhá, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô thì 4 ô là 0,4, chú ý nhá. 4 ô của chúng ta là 0,4 thì 1 ô sẽ là 0,1, đúng chưa? Tiếp tục nhá. Ta có 4 ô của chúng ta thì bằng bao nhiêu đây? Thì bằng 0,4. Được chưa? Thì bạn suy ra được ngay 1 ô của chúng ta bằng 0,1 giây, 0,1 giây. Tiếp tục này, làm thế nào để chúng ta có được chu kỳ, để bạn chú ý tí xíu nhé. Bạn nhìn này, bạn nhìn rất nhanh nhỉ, bạn chú ý nhá. Đây, bạn như này,
Đây, các bạn nhìn nhá, bạn nhìn vào cái đường D1, các bạn nhìn vào đường D1 nhá. Tại thời điểm này, đây chú ý nhá, bạn nhìn này. Tại thời điểm này thì thằng D1 đang đi qua vị trí cân bằng. Và bây giờ nó di chuyển đến vị trí biên dương. Và đi từ cân bằng đến biên dương là mất một khoảng thời gian, tức là góc quay sẽ là 90 độ đúng không? Với mất một khoảng thời gian nó chính là T trên 4, bạn chú ý nhá. Từ vị trí cân bằng đi lên đến biên dương như thế này, mất một khoảng thời gian chính là T trên 4. Và sẽ mất bao nhiêu ô nhỉ? Đây, một ô, hai ô. Vậy rõ ràng là đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên dương chúng ta mất tổng cộng là hai ô. Hai ô, hai ô tức là một ô là 0,1 giây, thì hai ô của chúng ta sẽ là bao nhiêu đây? Là 0,2 giây. Các bạn chú ý nhá, hai ô thì sẽ là 0,2 giây đúng không? Vậy ta có luôn được chu kỳ rồi gì nữa đúng không các bạn? Khoảng thời gian đi từ cân bằng đến biên nó chính là t chia 4, thì trong điều này nó bằng hai ô. Một ô là 0,2, 0,1 thì hai ô của chúng ta nó bằng 0, mấy nhỉ? 0,2 giây. Được chưa? Thì bạn có ngay được chu kỳ là 0,8 giây. 0,8 giây. Chu kỳ là 0,8 giây. Thì có chu kỳ rồi, bạn có tìm được nốt omega không? Có omega ngay. Lấy 2 pi chia 0,8 thì bạn tìm ra omega là bằng 2,5 pi. Hoàn thành xong omega. Ok chưa? Đó, cứ lần lượt ra ngay. Tiếp tục chúng ta đi tìm độ lệch pha. Độ lệch pha. Độ lệch pha. Thì các bạn chú ý ở phần phương pháp bạn nói rất kỹ rồi, để xác định độ lệch pha giữa hai đại lượng thì chúng ta cần phải xét chúng tại cùng một thời điểm. Chú ý nhá, phải xét chúng tại cùng một thời điểm. Ví dụ như ta xét tại thời điểm T1, các bạn chú ý này, chọn điểm đẹp nhá, đừng bạn nhớ này, đừng có chọn tại thì ban đầu, vì thứ nhất chúng ta biết điểm này điểm lơ lửng này, điểm này cũng lơ lửng rất là khó để làm, được chưa? Vậy phải chọn cái vị trí đẹp ấy. Đây, nhìn này, rất là đơn giản này. Giả sử tại thời điểm T này, đây, giả sử tại thời điểm T, thì bạn nhìn này, đối tại điểm T này rõ ràng cái thằng D2 nó đang đi qua vị trí cân bằng, còn thằng D1 làm nào có D1 dám lên, thì nó cắt D1 tại vị trí cao nhất, tức là thằng D1 của chúng ta đang ở vị trí biên dương, thì tại một thời điểm thì thằng D2 tại cân bằng, thằng D1 tại biên dương, tức là độ lệch pha là bao nhiêu các bạn ơi? Một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên dương đây. Một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên dương thì độ lệch pha là 9 gì đây? 90 độ. Các bạn chú ý nhá. Các bạn nhớ này. Đây, ta xét tại một thời điểm thì ta thấy thằng D1 đây, thời điểm này nhá, kiểu đây, thời điểm T đây. Đây, điểm T này nhá, xét lại đây. Các bạn chú ý nhá, xét lại điểm T này. Được chưa? Thì cái thằng D2 của chúng ta, D2 thì đang ở vị trí cân bằng. Được chưa? Còn D1 của chúng ta ở đâu đây? D1 của chúng ta nó ở vị trí biên dương, ở vị trí biên dương. Đấy, từ T này ta gióng lên cắt D1 tại đỉnh cao nhất này thì nó tăng tại biên dương. Thì rõ ràng là một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên dương thì độ lệch pha là bao nhiêu luôn? 90. Các bạn chú ý đây này. Bạn nhìn vào xem đây, một thằng ở cân bằng này, một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên dương đúng không? Thì độ lệch pha là chính là 90 độ này, nhìn nó nhanh vào. Được chưa? Vậy ta có ngay cái delta phi ở đây chính là pi trên 2, chính là pi trên 2. Thì có được xong nốt delta phi đó, thì khi rõ ràng là delta phi bằng pi 2 đúng không? Thì rõ ràng biên độ tổng hợp của chúng ta tính là hai cái biên độ thành phần, hai cái thằng thành phần chúng ta đang vuông góc với nhau, độ lệch pha là pi trên 2. Thì rõ ràng trong tình huống này các bạn nhớ này, ta có nghe một điều là a bình bằng a một bình cộng a hai bình đúng chưa? A một chúng ta có rồi là bao nhiêu nhỉ? Là 3. Vậy để tìm thằng này ta thiếu nốt thằng a này đúng không? Thay nốt vào thằng cơ năng một cái là xong ngay, là xong ngay. Để bạn thay vào xem. Đấy, bạn suy ra nhé. Cơ năng thì đề bài cho chúng ta là 22,5, đổi đơn vị đi, nhân 10 mũ trừ 3 bằng 1 phần 2. M đề bài cho chúng ta là 200 gram, đổi ra là 0,2. Omega ta thay bằng 2,5 căn 10. Pi đổi căn 10 cho đẹp nhá, tất cả bình. Đó, và nhân với cả A bình. Và đến đây các bạn tìm ra được cái biên độ tổng hợp của chúng ta luôn. Họ bấm máy tính chuẩn vào. Thì từ cái phương trình này các bạn tìm ra ấy, thì nó sẽ là 0,06 mét nhá, 0,06 mét. Bạn đổi ra nó là 6 cm. Thì từ đó mọi dữ kiện là ra ngay, đúng chưa? Đó, đến đây bạn tìm vào nốt thằng A2 đi. Đây bạn suy ra này. 6 bình phương bằng A1 thì là 3 bình phương cộng với cả A2 bình phương. Thì đây bạn tìm được nốt thằng A2.
đúng không? Bạn tìm nốt A2, nó bấm máy tính đi xem A2 ra bao nhiêu. Thì A2 của chúng ta bạn tìm ra nó sẽ là 3 căn 3 cm nhé, 3 căn 3 cm. Còn nếu bạn đổi ra ấy, thì nó sẽ xấp xỉ là 5,2 cm, 5,2 cm đó, 5,2 cm. Vậy đáp án của chúng ta nó là đáp án gì đây các bạn ơi? Là đáp án A nhé. Đó, là đáp án A, 5,2 cm. Những câu như này không thể nào câu dưới 8 rưỡi đâu các bạn chú ý nhá. Câu này nó trên 8 rưỡi rồi, được chưa? Đấy, các bạn chú ý cách làm vào. Đấy, cứ nhớ vào, lôi được A1 ra. Cái gì ta lôi được ngay, ta phải lôi ra ngay đúng không? A1 có này. Nhưng mà nhớ nhá, cái định hướng này này nó giúp chúng ta theo cái lối này đi, cứ tìm đầy đủ các đại lượng là chúng ta ra ngay, đó thấy không? A1 xong ngay, omega có ngay, độ lệch pha có ngay, A tổng hợp có ngay, thì đến đây rồi lắp một cái vào là ra ngay thằng A. Các bạn chú ý vào, được chưa? Nhớ hướng đi vào, cách làm vào. Chúng ta sẽ vào câu thứ hai. Câu thứ hai là một câu vận dụng cao ở trong đề tuyển sinh đại học 2021. Các bạn chú ý nhá. Câu này một câu có điểm nhấn là một trong năm câu khó nhất của đề đại học 2021. Chúng ta cùng đọc đề bài này. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có ly độ lần lượt là x1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 và x2 theo thời gian. Biết độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật tại thời điểm t bằng 0,2 giây là 0,4 newton, và đề bài hỏi chúng ta là động năng của vật tại thời điểm t bằng 0,4 giây. Đó. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là động năng của vật tại thời điểm t bằng 0,4 giây là bao nhiêu? Có bốn đáp án A, B, C, D. Đó, đồ thị này là đồ thị của hai đại lượng đúng không? Hai đại lượng cùng được thể hiện ở trong một đồ thị. Vậy cứ cứ gặp một đồ thị mà có hai đại lượng như này, chắc chắn cái mấu chốt là phải tìm được cái độ lệch pha. Các bạn cứ phải tập cái phản xạ đi, được chưa? Trong một đồ thị mà có thể hiện cả hai đại lượng thì các bạn phải tìm thật nhanh cái độ lệch pha của x1 với x2 là bao nhiêu, vì chắc chắn cái đó gần như đến 100% chúng ta sẽ dùng đó ngay. Cứ gặp đồ thị của hai đại lượng thì làm ơn tính độ lệch pha của x1 với x2 xem nó là bao nhiêu, được chưa? Nào, bắt đầu suy nghĩ một tí xíu nhá. Nào, vậy cái câu một câu ở cái mức độ nâng cao như này thì chúng ta sẽ giải quyết câu này như thế nào, và hướng đi của chúng ta trong câu này nó là cái gì, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích
cái câu 2 này một tí xíu nhá. Các bạn cố gắng là đồ thị nó không quá khó đâu. Các bạn phải có phản xạ, phải có hướng đi thì các bạn làm bài tập mới tốt được, được chưa? Thì chúng ta sẽ cùng phân tích một tí xíu này. Nào, tại cái thời điểm T2, tại điểm T bằng 0,2 giây, đúng chưa? Thì đề bài cho chúng ta là độ lớn lực kéo về. Thì độ lớn lực kéo về được tính bằng K nhân trị tuyệt đối của x. Bạn lưu ý là cái x này của chúng ta nó là ly độ tổng hợp nhé, các bạn chú ý nhá. Cái x này của chúng ta nó là cái ly độ tổng hợp. Được chưa các bạn? Tiếp tục là bây giờ tại thời điểm, câu hỏi là tại thời điểm t bằng 0,4 giây, 0,4 giây thì động năng của vật bằng bao nhiêu? Động năng của vật bằng bao nhiêu? Các bạn chú ý vào nhá. Thì động năng của vật bằng bao nhiêu? Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? Với động động năng có những công thức tính là gì các bạn ơi? Động năng công thức đầu tiên là 1/2 mv bình. Công thức thứ hai là gì nhỉ? Công thức thứ hai đã đổi ra bằng cơ năng trừ đi thế năng, thì là tính bằng 1/2 k nhân với cả a bình phương trừ đi x bình phương. Thì các bạn chú ý này, vậy để có được động năng hay chính là để có được kết quả thì chúng ta cần phải đi tìm cái gì nhỉ? Chúng ta cần phải đi tìm thứ nhất là k. Thì bạn biết tìm k ở đâu chưa? Chắc chắn tìm k ở đây này. Mà thấy không? Vì lực kéo về đề bài đang cho chúng ta là 0,4 Newton. Vậy chúng ta cần đi tìm ly độ của vật tại thời điểm T bằng 0,2 giây. Thì chúng ta sẽ có ngay được K. Tiếp tục phải đi tìm gì nhỉ? Tiếp tục là phải đi tìm cái biên độ tổng hợp. Phải đi tìm biên độ tổng hợp. Và phải đi tìm ly độ của vật. Ly độ của vật tại thời điểm T bằng 0,4 giây. 0,4 giây. Thì các bạn phải chú ý vào nhá. Vậy đối với một phương trình tổng hợp thì chúng ta phải lưu ý là cái ly độ tổng hợp được tính nào? Ly độ tổng hợp được tính bằng ly độ của thành phần thứ nhất là x1 cộng với cả ly độ của thành phần thứ hai là x2. Cậu chú ý nhá, ly độ tổng hợp của chúng ta được tính bằng ly độ của thành phần thứ nhất cộng với cả ly độ của thành phần thứ hai tại thời điểm ta xét. Các bạn chú ý vào nhá. Nào, bước tiếp theo chúng ta sẽ là đọc đồ thị, và chắc chắn để đi tìm được cái biên độ tổng hợp thì bạn cần phải đi tìm biên độ của hai đại lượng x1 với x2, đúng chưa? Thì bạn nhìn này, bạn nhìn vào cái vị trí cao nhất của x2 đây, bạn nhìn vào cái vị trí cao nhất của x2, sau đó các bạn gióng sang cái trục OX thì bạn thấy ngay biên độ của x2 đang là bằng 4 cm. Chưa? Tiếp tục, bạn nhìn vào vị trí cao nhất x1 hoặc thấp nhất x1 này cho nó ngắn gọn này đây, thấp nhất x1, bạn gióng sang thì bạn có ngay được x bằng -2. -2 này nó đóng vai trò là biên âm, đúng chưa? Hoặc bạn có thể nhìn điểm cao nhất điểm này, bạn gióng sang đây, Thì rõ ràng là a của chúng ta đang là bằng 2, vậy chúng ta có ngay được cái thằng a1 đang bằng 2 cm. Đó, bạn chú ý vào. Những cái kiến thức sơ đẳng này các bạn cần phải có để các bạn làm những bài tập liên quan tới đồ thị. Được chưa? Thì chúng ta có ngay được A1 và A2. Chưa các bạn? Ta có này, A1 của chúng ta là 2 cm. Còn A2 của chúng ta thì là bằng 4 cm. 4 cm. Được chưa? Vậy bây giờ để có được cái độ lệch pha giữa x1 với x2 để chúng ta đi tìm được cái biên độ tổng hợp thì ta cần phải xét tại một thời điểm, đúng không? Ta cần phải xét tại một thời điểm. Vậy ta xét như thế nào các bạn nhỉ? Các bạn nhìn này, ta xét nào bạn nhìn này, chung nhá. Ở đây các bạn có thể xét tại thời điểm T2 hoặc tại điểm T1, tại thời điểm T bằng 0,2 giây hoặc tại điểm T bằng 0,4 giây đều ra được ngay độ lệch pha theo đại lượng, được chưa? Nhưng trong tình huống này chúng ta nên ưu tiên thằng này này. Đây, nó có cái giao điểm như này. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng xét nhá các bạn nhìn này. Nào, chúng ta bắt đầu đi tìm lệch pha này. Tại cái điểm T bằng 0,4 giây, được chưa? Thì chúng ta thấy cả x1 và x2 đều đang bằng bao nhiêu đây? Đều đang bằng trừ mấy nhỉ? Đây, bạn nhìn này. Từ vị trí này đúng không? Ta gióng sang đây, ta thấy cả hai thằng đều đang là bằng -2. Các bạn chú ý nhá. Chúng ta đang xét tại thời điểm T bằng 0,4 giây, được chưa? Vậy khi gióng xuống thì cả hai đồ thị này đều đang cắt nhau. Và gióng sang ngang này ta thấy ngay hai ly độ của chúng ta đều đang bằng 2, đúng chưa? Các bạn chú ý vào bằng -2 nhé, -2 cm. Đó, vậy đây chúng ta sẽ phải dùng đường tròn để chúng ta gỡ ngay độ lệch pha. Đến đây thì phải dùng đường tròn để gỡ ngay độ lệch pha và dùng như thế nào các bạn chú ý này, chúng ta phải dùng đường tròn để chúng ta xử lý nhanh độ lệch pha luôn.
Chưa? Đây là đường tròn ta vẽ chung cả x1 cả x2. Thì bạn chú ý là tại thời điểm t bằng 0,4 giây thì x1 của chúng ta đang bằng trừ 2 mà biên độ của nó là 2. Vậy tại thời điểm t bằng 0,4 giây thì thằng thứ nhất đang ở vị trí biên âm. Các bạn chú ý vậy nhá. Thằng thứ nhất của chúng ta đang ở vị trí biên âm. Đây, thằng thứ nhất của chúng ta đang nằm ở đây. Được chưa? Tiếp tục thằng thứ hai thì sao nhỉ? Thằng thứ hai biên độ của chúng ta đang là bằng bao nhiêu đấy? Là trừ 2 cm, và thằng ly độ đang là trừ 2 này, biên độ đang là 4 này, thì tỷ lệ là 1 phần 2, tức là góc ở đây sẽ là góc 60 độ nhé. Các bạn chú ý này. Đây, thằng thứ hai chúng ta sẽ nằm ở đâu nhỉ? Bạn chú ý này, tại thời điểm này đúng không? Bạn nhìn nhá, bạn nhìn cái đồ thị này. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái đồ thị nhá. Các bạn nhìn đồ thị này, tại thời điểm t bằng 0,4 giây đúng không? Thì x2 của chúng ta đang bằng trừ 2, trừ 2, và cái xu hướng của đồ thị là đang đi về cân bằng. Đang đi về cân bằng. Các bạn chú ý nhá. Tại thời điểm t bằng 0,4 giây thì x2 của chúng ta đang là bằng trừ 2 và đồ thị nó đang có đi về cân bằng, đang phải đi về cân bằng. Vậy chúng ta sẽ phải lấy ở bên dưới như này, được chưa? Lấy bên dưới này. Đó, các bạn chú ý vậy nhá. Được chưa? Thì đây rõ ràng là vị trí của thằng thứ hai. Được chưa? Các bạn chú ý nhá, đây chính là vị trí của thằng thứ hai. Và đến đây rõ ràng chúng ta đã tìm ra được ngay đồ lệch pha rồi đúng không? Đây, thằng này thì là 2, bán kính là 4 thì rõ ràng góc này của chúng ta là góc 60 độ. Là góc 60 độ. Thì rõ ràng bạn nhìn này. Bây giờ độ lệch pha giữa hai phương trình là bao nhiêu đây? Đây, đây chính là độ lệch pha hai thằng. Đúng chưa? Đây chính là độ lệch pha hai thằng và rõ ràng độ lệch pha ở đây chính là góc 60 độ, chính là góc 60 độ. Ok chưa? Thì đây chúng ta có ngay được độ lệch pha. Đây, ta có ngay được độ lệch pha. Thì là bằng pi trên 60 độ này. Thì bằng pi trên 3. Thì khi có độ lệch pha rồi chúng ta có tìm được cái biên độ tổng hợp không nào? Bạn ơi, khi có độ lệch pha rồi chúng ta có tìm được biên độ tổng hợp không? Quá tìm được luôn đúng không? Và tìm như nào nhỉ? Các bạn còn nhớ công thức tính không? Nào. A bình phương bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 nhân cốt xen giữa là cốt của pi trên 3. Thì từ đó các bạn bấm thật nhanh ra cái biên độ tổng hợp là bao nhiêu nào? Nào, cậu bấm thật nhanh ra biên độ tổng hợp là bao nhiêu? Hoặc cầm máy tính lên xử lý thật nhanh biên tổng hợp đi. Cái mấu chốt ở đây nó vẫn là cái độ lệch pha. Và xét độ lệch pha là chúng ta phải xét tại một thời điểm. Tại một thời điểm. Nào bấm đi nhá. 2 bình cộng 4 bình cộng 2 nhân 2 nhân 4 nhân cos 60. Thì bạn tìm ra A bình là 28. Bạn căn ra thì là 2 căn 7 cm. Một dữ kiện đầu tiên đã gỡ ra 2 căn 7 cm. Xong biên xong thằng A. Xong thằng A, đúng chưa? Nào, xong một cái tiếp theo bạn nhìn này, bạn nhìn này. Tại thời điểm t bằng 0,4 giây bạn có x1, bạn có x2 rồi thì bạn có tìm được nốt bạn có tìm được nốt ly độ của vật tại thời điểm 0,4 giây không? Quá tìm được luôn đúng không? Bạn nhìn này đây, bạn nhìn nhá. Tại thời điểm t bằng 0,4 giây thì x1 bằng x2 bằng -2 cm thì đây bạn có tìm được cái ly độ tổng hợp không? Quá tìm được luôn. X bằng x1 cộng x2 bằng -2 cộng với cả -2. Đúng chưa? Thì bạn sẽ ra là trừ mấy đây? -4 cm. Đó, bạn ra là -4 cm. Được chưa? Đó là ly độ tổng hợp tại điểm T bằng 0,4 giây. Có thằng này là -4 rồi. Tức là chúng ta gỡ xong cái này rồi. Đúng chưa? Vậy thiếu gì thôi nhỉ? Thiếu K. Vậy làm ơn tính gì đây? Muốn có K ta lại xét cái ly độ tổng hợp tại thời điểm T bằng 0,2 giây là ra ngay đúng không? Nào, sắp ra nơi này. Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Tại thời điểm T bằng 0,2 giây. Các bạn chú ý này. Tiếp tục nhá. Đây. Tại thằng T bằng 0,2 giây. Thì đến đây các bạn tìm thật nhanh x1 bằng bao nhiêu? x2 bằng bao nhiêu là ra ngay đúng không? Đây. T bằng 0,2 giây ở đây đúng không? Bạn gióng xuống xem cắt đồ thị đầu gióng xuống. Thì bây giờ cắt thằng thứ nhất tại vị trí này. Sau đó bạn gióng sang bên này. Đây bạn gióng sang. Thì nó đang bằng trừ mấy luôn? Trừ 1. Đúng chưa? Đây bạn nhìn này. Tại điểm T bằng 0,2 bạn gióng cắt thằng thứ nhất tại đây. Gióng sang x bằng trừ 1. X1 bằng trừ 1 đúng không? Còn từ vị trí này muốn xem x2 đâu bạn gióng cắt thằng x2 tại đây. Và tại đúng vị trí thấp nhất và gióng sang khi đó nó là trừ 4, trừ 4. Ok chưa? Các bạn chú ý vào nhá. Những cái kiến thức sơ đẳng này thì phải nhớ thật kỹ vào. Được chưa? Thì bạn có ngay x1 thì là trừ 1 cm. Còn x2 của chúng ta thì là trừ 4 cm. Vậy ở đây các bạn có tìm được nốt cái ly độ khi đó không? Ly độ của chúng ta là trừ 1
cộng với cả trừ 4 thì chúng ta có là trừ 5 cm. Đó, thì rõ ràng chúng ta tìm được cái ly độ của vật tại điểm T bằng 0,2 giây rồi. Thì chúng ta lắp vào cái độ lớn của lực kéo về là chúng ta tìm ra ngay được K này. F kéo về chúng ta là 0,4 Newton thì bằng K nhân x, nhớ đồ đơn vị là 0,05. Thì đây bạn tìm được ngay độ cứng của lò xo khi đó là bao nhiêu? 0,4 các bạn chia 0,05 thì bạn ra 0,4 này các bạn chia ra 0,05. Đúng không? Thì bạn ra độ cứng của lò xo, bạn ra độ cứng của lò xo là 8 Newton trên mét, đúng không? 8 Newton. 8 Newton trên mét. Đó, có K rồi thì mọi thứ xong hết. Đây, sau đó bạn thay vào đây, bạn thay tất cả ở đây, bạn tìm được nốt cái động năng. Được chưa? Đó, bạn thay vào. Đây, bạn suy nốt ra động năng là bao nhiêu nào? Nào, thay nốt vào ra, bạn suy ra động năng này. 1 phần 2K là 8. Nhân với cả A vừa tính rồi là bao nhiêu đây? Nhớ đổi ra đơn vị là mét nhá. 0,02 căn 7. Tất cả bình phương trừ đi x khi đó là 0,04. Đúng chưa? 0,04. Đó, bình phương lên. Nào, cầm máy tính lên, bấm thật nhanh xem này do bao nhiêu. 1 phần 2 này, nhân 1 phần 2 nhân 8 nhân với 0,02 căn 7 cả bình phương trừ đi 0,04 tất cả bình phương. Đó, thì bạn tìm ra bao nhiêu đây? Bạn tìm ra là 4 4,8 4,8 các bạn nhân với cả 10 ngũ trừ 3 đơn vị là joule. Bạn đổi ra thì nó sẽ là 4,8 milijoule. Milijoule. Đó, bạn thấy không? Có câu khá là hay nhá. Câu này không thể nào là câu dưới 9 điểm được. Đó, câu này khoảng tầm 9 hoặc 9,25. Được chưa? 4,8 milijoule. Các bạn chú ý vào. Thì đáp án câu này chúng ta nó là đáp án gì đây? Đáp án D. Đó. Đúng chưa? Nó cũng không quá phức tạp lắm đúng không? Nhưng quan trọng nhất là bạn phải có được cái kỹ năng đọc đồ thị và phải có được cái kỹ năng xử lý đồ thị trong từng câu một. Cứ phải nhớ kinh nghiệm là khi gặp một đồ thị mà có hai đại lượng thì chắc chắn phải xét độ lệch pha ngay. Mà xét độ lệch pha là phải xét tại một thời điểm. Tại một thời điểm. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Các bạn ngẫm đi xem nó khó hay nó dễ. Chưa cẩn thận vào. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào câu 3 là một câu trong đề tuyển sinh đại học 2020. Câu này cũng không phải là câu quá khó nhưng mức độ của nó chắc chắn trên điểm 8 rưỡi rồi. Chưa các bạn chú ý nhá. Câu 3 là đề đại học 2020. Ta có hai vật A và B dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ly độ x1. Được chưa? X1 của A và x2 của B theo thời gian và đề bài yêu cầu chúng ta xác định là hai dao động của A và B lệch pha nhau một góc là bao nhiêu? Tức là đề bài yêu cầu chúng ta là xác định cái độ lệch pha của x1 so với x2 là bao nhiêu? Thì so với năm 2021 thì cái đồ thị năm 2020 nó sẽ nhẹ hơn một tí xíu. Câu này chúng ta giải quyết nó không phức tạp như câu 2 đâu. Các bạn suy nghĩ một tí xíu nhá. Và xem hướng đi của chúng ta là gì. Và nguyên tắc là để xác định độ lệch pha giữa hai đại lượng là chúng ta phải xét chúng tại cùng một thời điểm. Tại cùng một thời điểm. Có thể thời điểm đó là thời điểm ban đầu hoặc có thể là một thời điểm mà chúng ta lựa chọn những cái vị trí nó đẹp để chúng ta dễ dàng xử lý về cái góc. Được chưa? Nào, bây giờ các bạn cùng suy nghĩ và cùng làm. Cho bạn một ít thời gian nhé để chúng ta suy nghĩ này.
Nào, vậy cái ví dụ 3 này thì đáp án là bao nhiêu nhỉ? 0,2 radian, 1,7 radian, 1,65 radian hay 1,49 radian các bạn ơi? Nào, các bạn ơi, trong cái câu 3 này thì đáp án của chúng ta là câu là đáp án gì nhỉ? Nào, các bạn xử lý câu này như nào? Câu này thì nó không quá phức tạp đâu nhá. Chúng ta giải quyết cũng rất là nhanh luôn, các bạn chú ý vào, được chưa? Thì cái thao tác đầu tiên của chúng ta vẫn là thao tác đọc đồ thị, đọc đồ thị, được chưa? Cái này là một khâu rất là quan trọng luôn, các bạn chú ý nhá. Câu sao đầu tiên của chúng ta là đọc đồ thị, đọc đồ thị. Thì bao giờ cái nhìn vào đồ thị chúng ta cần phải nhìn vào cái điểm cao nhất và thấp nhất của đồ thị đó để chúng ta xác định cái biên độ, được chưa các bạn? Thì các bạn chú ý này, chúng ta nhìn vào cái đường x1 trước nhé, các bạn chú ý này, đây, đây là cái đường x1. Được chưa? Bạn nhìn vào cái vị trí cao nhất của x1, sau đó bạn gióng sang bên này. Bạn dòng sau bên này, rồi bạn đếm xem nó bao nhiêu ô này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đúng chưa? Tức là chúng ta coi một ô là 1 cm đi, thì 4 ô là 4 cm. Vậy cái biên độ của thằng x1 đang là 4 cm, được chưa các bạn? Các bạn chú ý vào. Ê, kỹ năng như này các bạn bắt buộc các bạn phải nhuyễn thì các bạn mới đi thi điểm đồ thị được. Đó, được chưa? Cái đồ thị đây, đoạn này là 4 này. Được chưa? Vậy chúng ta có ngay được A1 của chúng ta là 4 cm. 4 cm. Tiếp tục, bây giờ chúng ta tìm vào cái đỉnh cao nhất của thằng X2 để chúng ta xác định cái thằng A2. Đây, đây là đỉnh cao nhất của thằng X2. Sau đó bạn gióng sang đây. Bạn gióng sang đây. Thì rõ ràng thằng X2 của chúng ta nó sẽ đang thẳng biên độ của thằng X2 nó chính là 5 cm. Nó chính là 5 cm. Được chưa các bạn? Bạn có ngay A2. A2 của chúng ta là 5 cm. 5 cm, các bạn chú ý vào nhá. À, A2 của chúng ta nó sẽ là 5 cm. Các bạn chú ý vào, được chưa? Nào, sau đó chúng ta làm thế nào tiếp nhỉ? Đến đây chúng ta sẽ làm nào tiếp đây? Đến đây chúng ta sẽ xét độ lệch pha, được chưa? Nào, chúng ta xét độ lệch pha này. Xét tại thời điểm. Các bạn chú ý này, trong tình huống này chúng ta còn lấy cái thời điểm ban đầu không nhỉ? Các bạn nhìn một tí xíu này, đây. Các bạn nhìn vào thời điểm ban đầu thì cái đồ thị thứ hai đang ở vị trí này, đây này, vị trí này này, các bạn chú ý nhá. Nó đang ở vị trí này này, nó không phải rơi vào dòng kẻ đâu nhá, các bạn chú ý này. Các bạn nhìn kỹ nhá, cái đồ thị tầng thứ hai nó còn kéo dài lên một tí xíu chấm chấm bên này, đấy nó ở đây này. Đó, tức là ở đây nó là một cái điểm bất kỳ rất là khó xác định. Hoặc các bạn nhìn vào cái đồ thị của thằng thứ nhất, hoặc các bạn nhìn vào cái đồ thị của thằng thứ đây, xin lỗi nhá. Cái này bạn nhìn đang là nhìn vào đồ thị thằng thằng nhất này, đây là bạn nhìn này. Bạn nhìn vào cái vị trí ban đầu của thằng thứ nhất thì nó đang ở đây này. Đó, nó là một cái điểm rất là lơ lửng đúng không? Hoặc các bạn nhìn vào cái điểm bắt đầu của thằng thứ hai là điểm này đây này. Điểm này này. Nó không phải ở biên dương nhé, các bạn chú ý này, nó không phải ở biên dương nhé, bạn nhớ này. Cái đường của nó bắt đầu đây này, nó tinh ý một tí bắt đầu đây này, nó chưa đến biên dương, nó rất là gần biên dương nhưng nó chưa đạt biên dương đâu, sát biên dương luôn. Đó là một điểm rất nó là một điểm bất kỳ ở sát biên dương đấy, các bạn chú ý vào nhá, ở sát biên dương như này này. Được chưa? Vậy chúng ta không thể nào dựa vào thời điểm ban đầu được, vì tại thời điểm ban đầu các cái ly độ của x1 và x2 nó cực kỳ xấu luôn. Vậy chúng ta phải dựa vào đâu? Trên đồ thị đang cho chúng ta hai cái điểm giao nhau, đó chính là điểm mà chúng ta cần phải xét, được chưa? Đây, điểm này là một hoặc điểm này là hai, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai điểm để chúng ta xét, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét độ lệch pha tại cùng một thời điểm này, đây là sử đây nhá, tại thời điểm T. Được chưa? Thì ta có đồ lệch pha thì gióng lên rõ ràng này, gióng lên thì nó ở vị trí này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ gióng sang ngang, gióng sang ngang. Từ đây ta gióng sang ngang. Ta gióng sang ngang. Đó, và các bạn đếm xem khi đó x1 bằng bao nhiêu và x2 bằng bao nhiêu này. 1 ô, 2 ô và 3 ô, và khi đó nó đang là bằng 3 nhưng mà nó ở miền âm, nó ở miền âm nên chúng ta sẽ lấy là -3, -3. Được chưa? Vậy khi đường đoạn khi tại cái thời điểm T, bạn nhớ này, tại cái thời điểm T, xét tại thời điểm T thì chúng ta có x1 đang bằng x2 và đang bằng -3 cm. -3 cm. Nhưng ở đây hai cái đồ thị nó sẽ có hai hướng đi khác nhau, có hai hướng đi khác nhau thì các bạn nhìn một tí xíu nhá. Nếu chúng ta xét vật thứ nhất, vật 1. Vật 1 đó chính là vật A này chứ các bạn, vật 1 đó chính là vật A. Vật A thì các bạn nhìn này, các bạn nhìn vào cái đồ thị của vật A, bạn chú ý này, đây bạn nhìn nhá, tại thời điểm T thì nó đang ở đây và nhìn vào đồ thị của vật A là đường x1 đúng chưa, thì cái xu hướng của đồ thị là đang tiến tới vị trí cân bằng, đang tiến tới vị trí bằng. Nói lại nữa nhá, nhìn vào cái điểm thời điểm T tại đây, sau đó nhìn vào đồ thị x1 thì bạn thấy cái xu hướng của đồ thị là đang tiến đến vị trí cân bằng, đang đi lên vị trí cân bằng,
Được chưa? Vậy vật A của chúng ta nó đang chuyển động. Vật A thì đang chuyển động về vị trí bằng. Chuyển động về vị trí cân bằng. Còn vật B thì sao nhỉ? Vật B thì sao? Các bạn lại đặt tay vào điểm giao nhau tại đây là T này. Các bạn nhìn vào đồ thị của vật thứ hai, bạn nhìn cái xu hướng của nó là đang đi ra vị trí biên âm. Các bạn chú ý nhá, đặt tay vào cái vị trí này, các bạn nhìn, bạn kéo theo cái đồ thị của thằng thứ hai thì bạn thấy nó đang đi ra vị trí biên âm, được chưa? Đang chuyển động ra vị trí biên âm, bạn chú ý vào nhá. Vật B của chúng ta thì chuyển động, được chưa? Ra vị trí biên. Đó, vậy đến đây chúng ta làm như nào tiếp theo nhỉ? Đến đây chúng ta sẽ vẽ đường tròn để chúng ta tìm nốt độ lệch pha của hai thằng này, đúng chưa? Nào, ta vẽ ra. Các bạn cũng có thể sử dụng một đường tròn hoặc các bạn có thể vẽ hai đường tròn ra thì các bạn sẽ nhìn nó rõ ràng hơn một tí xíu này. Các bạn nhìn một tí xíu nhé, đây. Thằng x1 thì nó có biên độ là 4 cm thì nó nhỏ hơn, thì chúng ta có x2 là to hơn một tí xíu này. Các bạn vẽ một đường tròn cũng được, vẫn ra được hết, đúng chưa? Nhưng nó các bạn sẽ khó hình dung ra một tí xíu thôi. Đó, đây, giả sử thế này. Đây là x, được chưa? Thì bạn nhìn này, x bằng trừ 3, thì nó ở đây nhá, nó ở vị trí này, đây là trừ 3. Được chưa? Đây là x bằng trừ 3 này, thì các bạn chú ý một tí xíu là đối với thằng thứ nhất đấy, được chưa? Đối với thằng một đấy thì nó đang chuyển động về vị trí cân bằng. Đối với thằng A thì nó đang chuyển động về vị trí cân bằng, về vị trí bằng thì chúng ta sẽ lấy thằng thứ nhất ở bên dưới này. Bên dưới này, được chưa? Thằng nhất của chúng ta thì nó đang chuyển động về vị trí bằng, đây là lấy vị trí dưới này. Đó thì thằng thứ nhất của chúng ta đang ở đây. Thằng thứ nhất của chúng ta đang ở đây. Các bạn chú ý vào. Để giải quyết độ lệch pha như nào, đây thằng thứ nhất đây, được chưa? Tiếp tục thằng thứ hai thì lấy đâu, thằng thứ hai thì cũng đang x bằng trừ 3 nhưng đang chuyển động ra vị trí biên và nó là đường tròn to bên ngoài nhá, thì ta lấy lên trên như này, à, ta lấy lên trên như này, đó, được chưa? Thì thằng thứ hai đang ở đây này, bạn kéo xuống đây, được chưa? Đây là thằng thứ hai của chúng ta đang ở vị trí này, bạn thấy đường tròn chưa? Mà hiểu vấn đề không? Thì đây, thằng này biên độ là mấy đây? Thằng này là 5. Thằng này biên độ là mấy đây? 4. Thì độ lệch pha cái thằng này chính là cái góc này này. Đây này, đây chính là độ lệch pha này. Đây chính là độ lệch pha hai đại lượng này, được chưa? Đây chính là độ lệch pha hai thằng này. Đây, vậy góc này ta tính kiểu gì nhỉ? Góc này ta tính kiểu gì các bạn ơi? Nào, ta gọi cái góc bên dưới này là alpha 1, alpha 1. Ta gọi cái góc bên trên này là alpha 2, alpha 2. Thì các bạn có tìm được alpha 1 và tìm được alpha 2 không các bạn? Các bạn biết cạnh này là 4. Bây giờ biết cái này à, biết cạnh này là 3, biết cạnh này là 4, biết cạnh này là 5, thì bạn có tìm được alpha 1 và alpha 2 không? Quá tìm được ra luôn, đúng không? Vậy độ lệch pha của chúng ta chính là bạn lấy alpha 1 các bạn cộng với cả alpha 2 là xong, đúng không? Vậy ta có này, suy ra delta phi của chúng ta chính là bằng alpha 1 các bạn cộng với cả alpha 2. Mà alpha 1 ta tính còn gì? Ship code. Được chưa? Ship code của kề là 3 chia cho huyền là mấy đây? Là 4. Là 4, được chưa? Còn alpha 2 tính cái gì nhỉ? Alpha 2 ta lại ấn ship code. Ship code của kề là 3 chia huyền là 5. Được chưa? Bạn lấy trừ 3 cũng được. Vì âm với dương là như nhau hết. Vì đây là code mà, đúng không? Thì đến đây sau đó các bạn bấm ra thì bạn tìm ra được cái thằng delta phi nó bằng bao nhiêu nào? Nào bạn cầm máy tính lên bạn xử lý cái thằng delta phi của chúng ta nó bằng bao nhiêu? À, dùng máy tính để bấm đúng không? Mà cái máy tính nó to bự cái này nhỉ? À, bấm thôi đúng không? Bấm như thường ngày đầu tiên các bạn bấm bấm đổi ra góc trước nhé. Bạn đổi ra góc trước này. Bạn bấm đổi ra góc trước này. Ô, cái máy tính này nó may là to đấy nhỉ? Để chỉnh chỉnh cho nó bé tí nhé. Bạn nhìn này, đổi ra góc trước nhá. Đổi ra góc trước này, bạn ấn ship code này. Ship code của 3 chia 4 này. Ok chưa? Sau đó bạn ấn ship code tiếp này. Ship code của 3 chia 5 này. Đúng chưa? Thì cái góc của bạn ra bao nhiêu nhỉ? Cộng nhá, cộng với cả ship code đúng không? Thì góc của bạn ra xấp xỉ là 94,54 độ đúng không? Đây.
ấn ra là sấp xỉ là 94,54 độ, 54 độ. Nhưng đề bài lại bắt chúng ta tính theo đơn vị radian cơ. Vậy ta sẽ nhân với pi, nhân với pi, nhân với pi. Sau đó ta chia 108, người ta đổi ra radian. Được chưa? Thì các bạn hãy tìm ra nó sẽ xấp xỉ 1,65 radian. Vậy đó chính là độ lệch pha giữa x1 với x2. Các bạn chú ý nhé, 1,65 radian. Đó là kết quả của chúng ta. Đó. Các bạn giải quyết câu này nó như thế nào và hướng đi của chúng ta là nào? Phải có, được chưa? Thì đáp án của chúng ta trong câu 3 này đó chính là đáp án C nhé các bạn ơi. Được chưa? 1,65 radian. 1,65 radian. Đó. Đồ thị các bạn cũng phải có kỹ năng để làm nó. Trong đề thi chắc chắn nó sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 đồ thị và chúng ta chỉ được phép bỏ một đồ thị thôi. Hoặc có thể ăn điểm trọn vẹn thì các bạn lưu ý vào nhá, đồ thị không quá khó đâu nhưng phải biết hướng làm, biết cách đọc đồ thị và biết cách xử lý đồ thị, được chưa? Thì đó là câu 3 của chúng ta. Đấy, các bạn nốt cẩn thận vào. Đấy, còn rất là nhiều các ví dụ bạn có thể về nhà tự luyện được, đúng chưa? Đó. Đấy, thì đó là câu 3 nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ vào ví dụ 4 này. Ví dụ 4 là một câu có điểm nhấn ở trong đề tuyển sinh đại học 2018. Chúng ta cùng đọc lướt qua đề bài này. Chúng ta có hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x1 của M1 và vận tốc V2 của M2 theo thời gian t. Và đề bài yêu cầu chúng ta là dao động của M1 và M2 lệch pha nhau một góc là bao nhiêu? Tức là đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm độ lệch pha giữa hai cái thằng M1 với M2. Nhưng ở cái câu 4 này lại khó hơn đề 2020 một tí xíu, là ở ví dụ 4 này người ta lại cho các bạn là x là ly độ của M1 với vận tốc của M2. Đó, tức là không phải là cùng ly độ mà lại một vận tốc, một ly độ. Vậy chúng ta làm câu này như nào và chúng ta gỡ câu này như thế nào thì chúng ta sẽ suy nghĩ một tí xíu nhá, vẫn chưa phải là câu quá khó đâu. Bây giờ chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta cùng lướt đề bài, cùng đọc đề bài và cùng ngẫm cái ví dụ 4 này xem đáp án là gì nhá. Nào vậy đối với ví dụ 4 này thì độ lệch pha giữa M1 với M2 là bao nhiêu nhỉ các bạn ơi? 60 độ, 120 độ, 150 độ hay là 30 độ các bạn nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái câu 4 này xem đáp án là gì và hướng đi của chúng ta là gì. Thì đầu tiên câu hỏi gì đã nhỉ các bạn ơi? Câu hỏi gì nào?
Câu hỏi hỏi độ lệch pha giữa hai lượng là delta phi. Thì bây giờ bạn sẽ lấy pha của thằng thứ nhất là phi 1. Các bạn trừ đi pha của thằng thứ hai là phi 2. Bạn lưu ý là ở đây là chúng ta xét pha theo ly độ nhá. Tức là bạn phải xác định độ lệch pha của M1 với M2 theo pha của ly độ. Tức là phi 1 là đây là pha của x1, còn phi 2 đây là pha của x2 chứ không phải là phi 2 là pha của V2 đâu nhá. Các bạn chú ý này, ở đây để xác định độ lệch pha chúng ta phải xét nó cùng một x hoặc cùng một v, được chưa? Vậy đây ta đang xét theo kiểu là ly độ nhá. Delta phi bằng phi 1 trừ đi phi 2. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đồ thị này một tí xíu này. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ xét cái vật M1, xét thằng M1, xét vật M1. Thì đối với vật M1, các bạn chú ý này, đối với vật M1 thì trong đồ thị là người ta cho các bạn đồ thị về ly độ, đúng không? Thì các bạn đọc được ngay biên độ không? Nào, bạn có được biên độ A1 không nhỉ? Nào, nhìn vào vị trí cao nhất của x1, bạn nhớ này, đây, đây là cái đường x1 đúng không? Đây, bạn nhìn vào vị trí cao nhất của x1, sau đó bạn gióng sang bên này, thì đây nó chính đóng vai trò là A1. Được chưa? Nào, bạn đếm cho bao nhiêu ô nhá. Bạn đếm cho ô này, 1 ô, 2 ô, 3 ô và 4 ô. Được chưa các bạn? Thì chúng ta có ngay thằng A1 là bằng 4 luôn. Có A1 là 4 cm luôn. Đúng chưa? A1 là 4 cm luôn. Tiếp tục bạn nhìn này. Ở đây là đề bài cho chúng ta hai đại lượng khác nhau là cho vận tốc và cho ly độ. Vậy đây ta xử lý nó như thế nào? Thì bạn chú ý này. Các bạn để ý một tí xíu là ở cái thời điểm ban đầu, ở thời điểm ban đầu của thằng x1, chúng ta nhìn vào cái điểm bắt đầu này thì đây là một điểm khá là đẹp luôn. Đây bạn chú ý này, đây. Bạn nhìn nhá, đây là một điểm khá là đẹp luôn, các bạn chú ý này. Đây bạn nhìn vào cái thời điểm ban đầu của x1 thì bạn thấy ngay x1 ban ở thì ban đầu x1 bao nhiêu nhỉ? X1 bao nhiêu đây? X1 của chúng ta sẽ bằng mấy ô đây? 2 ô, 2 ô. Các bạn chú ý nhá. Vậy ta có ngay được ở cái thời điểm ban đầu thì x1 của chúng ta đang là bằng 2 cm. Vậy ở đây chúng ta sẽ xác định cái độ lệch pha của hàng này ở thời điểm ban đầu. Vì x1 chúng ta thấy ngay nó đang là 2 cm, nó khá là đẹp luôn. Nó khá là đẹp để chúng ta có thể xử lý độ lệch pha 4 này. Được chưa? Đây. Thằng này đang là 2 này. Đó, giả sử nhé, được chưa? Vậy ta có tiếp này, tại thời điểm ban đầu. Tại thời điểm ban đầu, tức là tại t bằng 0 thì chúng ta có được ngay x1 của chúng ta đang bằng 2 cm. Và bạn nhìn cái xu hướng của đồ thị này, các bạn ơi, các bạn nhìn cái xu hướng đồ thị nhá, nó đang đi đâu đây? Thời điểm ban đầu này vẫn đang đi đến vị trí biên dương. Thời điểm ban đầu thì x1 đang bằng 2 cm và đang đi đến vị trí biên dương, đúng không? Và đang đi đến và đang chuyển động, ra vị trí biên dương, Vậy đến đây chúng ta cũng đã suy ra được ngay pha chưa? Quá suy được luôn đúng không? Đến đây các bạn không lôi được pha một ra, pha của thằng x1 ra là bao nhiêu thì thôi bó tay chấm com luôn. Nên chỉ cần vẽ cái đường tròn nho nhỏ một cái ra ngay đúng không? Đây. Chỉ cần vẽ cái đường tròn nho nhỏ một cái ra ngay này. Đấy, các bạn nhìn này. X bằng 2 ở bên này đúng không? Đang chuyển động ra vị trí cân, ra vị trí biên dương thì lấy bên dưới như này. Chưa, lấy bên dưới như này. Đó, đây là thời điểm ban đầu, các bạn chú ý vào. Đây là thời điểm ban đầu. Đúng chưa? Rõ ràng bạn góc ra góc không? 2, 4 thì góc 60 ở bên dưới. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ lấy là trừ pi trên 3. Được chưa? Vậy ta có ngay pha của thằng mốt thứ nhất. Pha nhất là trừ pi trên 3. Trừ pi 3. Đó, đây là pha của thằng x1 đang là trừ pi trên 3. Đang là trừ pi trên 3. Đấy, các bạn chú ý vào. Được chưa? Nào, tiếp tục chúng ta sẽ xét tiếp cái thằng x vật thứ hai, xét vật 2, vật M2. Thì ở trong đồ thị thì đây là đồ thị vận tốc, đối với vật M2 thì đề bài cho chúng ta là vận tốc, đúng chưa các bạn? Thì đây bạn xử lý cái này, bạn nhìn này, nhưng ở cái thằng M2 khó một tí xíu. Vì sao? Các bạn chú ý là chúng ta xét cái thằng phi 1 đang là trừ pi trên 3 là chúng ta đang xét tại thời điểm ban đầu. Vậy để có thể đi tìm độ lệch pha giữa hai thằng thì chúng ta cũng phải xét cái thằng thứ hai tại thời điểm ban đầu. Thì bạn nhìn này, tại thời điểm t bằng 0 thì bạn thấy cái điểm bắt đầu của thằng V2 nó là một điểm rất là xấu, luôn, đúng không? Nó không vào ô nào cả. Được chưa? Nó không vào một cái ô nào cả. Và chúng ta chỉ có thể biết là cái vận tốc ban đầu của vật thứ hai nó đang là dương, vì ở đây nó là một điểm thuộc biên dương ở đâu nhìn này. Thuộc biên dương nhưng chúng ta chưa biết là nó có giá trị là bao nhiêu vì nó là một điểm lơ lửng nằm ở giữa ô.
Đúng chưa? Thế gọi chú ý vào. Vậy ta có một điều này đây. Nào, bạn chú ý lại. Tại cái thời điểm t bằng 0, t bằng 0 thì ta có v2 của chúng ta lớn hơn 0 và sao nhỉ con ơi? Bạn nhìn này. Bạn nhìn vận tốc của vật thứ hai đang tăng hay giảm nhỉ? Bạn nhìn này, đặt tay ở đây và đưa theo đồ thị của nó thì thấy rằng vận tốc đang giảm xuống 0, giảm xuống 0. Được chưa? Vận tốc đang giảm xuống 0. Được chưa? Và này, và vận tốc của vật và vận tốc của vật đang giảm về không, đang giảm về không đó, và vận tốc của vật đang giảm về không. Sau đó thì chúng ta sẽ phải vẽ đường tròn ra để chúng ta xác định nốt, được chưa? Ta vẽ đường tròn ra để xác định nốt. Rồi bạn chú ý nhá, đến đây chúng ta vẽ nốt đường tròn ra là chúng ta ra ngay vấn đề này. Đến đây các bạn muốn làm nhanh ấy thì các bạn phải nhớ cái phương pháp đường tròn đa trục, cái đường tròn đa trục của chúng ta nhá, các bạn chú ý vào. Được chưa? Để chúng ta làm cho nó nhanh hơn. Đấy các bạn chú ý nhá. Đây vẽ trên này cho nó to hẳn ra nhá, để bên này. Đây chúng ta sẽ vẽ góc bên này nhá. Đấy, xử lý bằng phương pháp đường tròn đa trục này, đường tròn đa trục. Các bạn chú ý vào nhá, chúng ta nhìn cái đồ thị luôn. Đây là x2 này, thằng v2 ta lấy ở dưới này. Đó, còn chú ý vào, được chưa? Thì ta có này, cái đằng này của chúng ta đóng vai trò là thằng x2 này, x2. Thầy đóng vai trò là v2. Nhớ được phép đường tròn đa trục nhá. Thì rõ ràng là ở cái thời điểm ban đầu thì v của chúng ta là dương, thì bạn chú ý nhá. Bạn chú ý này, toàn bộ miền từ đây đến đây, toàn bộ miền từ đây đến đây là miền dương của vận tốc, được chưa các bạn? Thì v của chúng ta đang là dương thì chúng ta sẽ lấy ở bên dưới này. Lấy ở bên dưới này. Và các bạn lưu ý một tí xíu như sau. Có lưu ý nhá, rõ ràng cái vị trí này cắt đường tròn tại hai điểm, cắt đường tròn hai điểm, nhưng chúng ta phải lưu ý là vận tốc của vật đang giảm về không thì chúng ta lấy điểm bên nào, lấy điểm bên trái hay điểm bên phải? Các bạn ơi, bạn nhìn nó này, cái điểm này của chúng ta thì vận tốc đang tăng đến v max, đang tăng đến v max, vậy chúng ta không thể nào lấy điểm bên này được, được chưa? Mà chúng ta phải lấy điểm này. Tại điểm này thì vận tốc của vật đang giảm về không, đang giảm về không vì nó đang đi ra biên, mà tại biên thì vận tốc của vật bằng không, được chưa? Vậy ta sẽ có ngay, ta sẽ lấy ở bên này. Đó, đây chính là cái thời điểm ban đầu của vật thứ hai. Bạn chú ý nhá, đây chính là cái thời điểm ban đầu của vật thứ hai. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta không thể nào, chưa thể nào xác định góc được. Vì sao? Vì ta không biết được cạnh này là bao nhiêu vì nó đang là một cái lơ lửng, lơ lửng. Chúng ta có thể biết được vận V max nhá, chú ý này đây. Thằng V2 max chúng ta có thể coi là mấy ô nhỉ? 1 2 3 ô đúng không? Đây bạn chú ý này, thằng V max của chúng ta, thằng V2 max của chúng ta có thể coi là 3 ô, nhưng cái thằng V ban đầu chưa biết bằng bao nhiêu nên chúng ta không thể nào ra góc được, các bạn chú ý vào nhá. Vậy làm thế nào để chúng ta có được cái góc này? Bạn chú ý này, bạn chú ý nhá, bạn nhìn này, để ý nhá, đây là thời điểm ban đầu t bằng không đúng không? Thì bạn chú ý này, đây bạn nhìn này, từ đây, từ thời ban đầu này về đến vị trí V bằng không, về đến vị trí bằng V không, chúng ta mất mấy ô nhỉ? Chúng ta mất một ô, một ô về trục thời gian nhé, chú ý này. Bây giờ các bạn nhìn hết vào cái trục thời gian để xác định cái góc này thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái trục thời gian để chúng ta xác định góc này. Các bạn chú ý này, các bạn chú ý nhá, từ thời điểm ban đầu được chưa, V từ thời điểm ban đầu của thằng thứ hai nhá, tức là đây đi về đi giảm đến V bằng không, đi giảm đến V bằng không thì mất mấy ô thời gian nhỉ? Mất một ô. Đó, tức là từ thời điểm ban đầu của vật thứ hai về đến vị trí V bằng 0 lần đầu tiên thì mất một ô từ xa đây. Nhìn này, đây là thời điểm ban đầu, giảm về đến vận tốc bằng 0 thì mất một ô. Vậy bạn sẽ phải tìm xem cái góc quay ở đây nó sẽ là bao nhiêu, nó sẽ là bao nhiêu. Thì bạn sẽ tìm được ngay cái pha ban đầu của x2, đúng chưa? Nào, tinh mắt một tí xíu nhá. Tinh mắt một tí xíu này, các bạn nhìn này. Dòng bạn nhớ nhá, lấy điểm này là một này, nhìn vào cái thằng x1 ấy, đây là đang tại biên đúng không? Tiếp tục này, đây là đang tại vị trí cân bằng này. Vậy đi từ biên về cân bằng, đi từ biên về cân bằng mất bao nhiêu ô các bạn ơi? Nào, đi từ biên về cân bằng mất bao nhiêu ô? Một ô, hai ô, ba ô. Vậy đi từ biên về cân bằng mất tổng cộng là 3 ô, mà khoảng thời gian quay từ biên về cân bằng nó là t trên 4, là t trên 4. Vậy rõ ràng là trong tình huống này t trên 4 chính là bằng 3 ô. Thì các bạn có tìm được chu kỳ không? Quá tìm được luôn, đúng không?
Đó bạn có ngay này. Rồi tiếp tục nhá. Ta có T chia 4 chính là bằng 3 ô. Thì đến đây các bạn tìm ra được ngay chu kỳ của chúng ta là 12 ô, ngày ô. Thì rõ ràng bạn nhìn này, từ thời điểm T bằng 0 của thằng thứ hai đi về đến vị trí V bằng 0, đi về đến vị trí V bằng 0 thì mất một khoảng thời gian là bao nhiêu? Mất một khoảng thời gian chính là bằng một ô, chính là bằng một ô, đúng không? Mất một khoảng thời gian chính là bằng một ô. Vậy ta có tiếp này. Delta T của ta là một ô thì bằng alpha nhân chu kỳ là 12 ô chia cho 360 độ. 360 độ. Thì đây các bạn có tìm được nốt thằng alpha chúng ta không? Quá tìm được luôn. Và alpha bạn tìm ra ở đây là 30 độ, 30 độ. Tức là góc quay từ đây đến đây, góc quay từ đây đến đây là 30 độ. Thì đây chắc chắn bạn đã tìm ra ngay được cái pha ban đầu rồi, đúng không? Đó, và đây bạn suy ra ngay pha ban đầu của thằng thứ hai ở đây nó không phải là 30 mà nó là trừ pi trên 6 vì nó đang thuộc miền âm. Miền âm, đúng chưa? Trừ pi 6. Thì bạn có ngay được pha của x2 tại thời điểm ban đầu. Đó, tại điểm ban đầu. Ok chưa? Thì có được pha x1, có được pha x2 rồi. Đây chắc chắn mọi dữ kiện của chúng ta là xong hết. Đây, nếu chỗ này viết chuẩn hơn thì chúng ta ghi là bằng pha của x1. Đó, cho đỡ nhầm V trừ đi pha của x2. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý vào. Hoặc các bạn cũng có thể lấy là pha của V1 trừ đi pha của V2 cũng được, không hề sai. Được chưa? Vậy pha của x1 chúng ta là trừ pi. Nào, bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ tính sang độ lệch pha nhé. Độ lệch pha lấy độ lớn đi, đúng không? Lấy độ lớn. Đây yêu cầu tính độ lệch pha mà, đúng không? Thì đây là có này. Pha của x1 là trừ pi trên 3, trừ pi 3. Trừ đi trừ pha x2 là trừ pi trên 6, trừ pi 6. Chưa? Thì đến đây các bạn có được ngay độ lệch pha, đúng không? Và kết quả chúng ta nó chính là pi trên 6 luôn. Đó, vậy trong tình huống này, độ lệch pha giữa x1 với x2 hay chính là m1 với m2 chính là pi trên 6. Pi 6. Đáp án D. Đấy, một câu giải quyết như thế này. Được chưa? Đấy, chú ý vào. Nó cũng không quá phức tạp nhá, không quá phức tạp, đúng không? Đấy, chú ý vào, nó không quá phức tạp đâu nhá, xử lý rất chuẩn vào. Đó là cái ví dụ 4 của chúng ta đấy, được chưa? Đồ thị nó cũng rất là hay nhưng bạn phải biết hướng làm, biết cái hướng đi, được chưa?